Còn nếu tối ngày không chịu lo công phu niệm Phật ra, mà cứ hơn thua phải quấy, gặp người này ngắt, gặp người kia liếc ra, thì bắt đầu nó sẽ sinh ra cái mê, cái mờ. Và chính cái mê mờ ngày nào gặp được hoàn cảnh chúng ta không đủ trí tuệ để chiến thắng nó là tại mình đó, chứ không tại ai đâu. Và mình không an lạc thì cái này phải coi lại lòng của chính mình. Cho nên tôi thường nói với huynh đệ, anh chị em ở chạy tôi hoài à, là càng lúc tu nhiều chừng nào, quý vị phải luôn luôn coi lại mình tu làm sao đó, xin thưa quý vị, trở thành lâu chừng nào, trở thành cái cây cao bóng cả, cái tàn nó vươn ra nó mát nhiều chừng ấy. Để chi vậy? Để cho tất cả mọi người nương vào đấy mà được bình an. Giống như một cái cây mà nó to lớn, nó có nhiều cái tàn cây bóng mát, rồi nhiều chim muôn điểu thú đến đó họ hứng mát. Còn mình tu thời gian như ánh mặt trời, ta gặp mình ta không dám lại gần, thì phải coi lại mình hành đạo sao, mình tu sao. Thì xin thưa quý vị, cái tính của con người của mình nó có cái tính cố chấp. Cho nên đã là cố chấp rồi thì bắt đầu sinh ra một cái khung. Thể ai ở trong cái khung đó thì mới cho là trúng. Còn ai mà không vô cái khung của mình thì kể như là trật. Mà hãy trật mình thì sao? Mình đem kinh lực, mình đem pháp, mình đem nghĩa, mình đem tình, mình đem giới luật lực lệ để mình đè bẹp người ta. Thì rốt cùng là xin thưa quý vị, thay vì tu để phóng được tâm từ, thì mình lại tu mình trở thành những sợi dây trói buộc thân và tâm của mình. Cái này cực kỳ khổ đau. Thì chúng ta không xét và không thẩm thấu được điều này thì tự động cái đời sống tu của mình chỉ gây thêm khổ đau cho mình thôi. Cho nên để thể hiện cái đức độ qua cái đời sống tu, người ta thể hiện qua cách sống của mình. Mình sống như thế nào thì mình diễn đạt từ cái tâm thức của mình ra như thế này à, chứ không có gì cả. Rồi khi mà chúng ta có cái tâm đó rồi sao? Mình có được yên không? Mình tu mà người khác nhấn nút. Cái đời sống của mình đó mà người khác nhấn nút, người ta muốn cho mình vui thì người ta khen mình. Hay khi người ta chưa khen là mình lại hỏi rồi, tôi bữa nay sao, tốt không, được không? Là mình muốn người ta khen mình, người ta khen cái đầu mình vui. Mà mình muốn, người ta muốn cho mình buồn thì sao? Người ta nhắn nút, người ta chê. Người ta chê là tóc là mình buồn à. Như vậy thì cái đời sống của mình, cái công năng tu tỉnh của mình làm chủ mình. Nhưng mà ngạt chủ không được, cho nên người khác bấm nút. Người ta muốn mình vui thì người ta khen, người ta muốn mình buồn thì người ta lại tiếp tục chê. Vậy thì do tác động ở bên ngoài, do tác động của người, người ta khen, người ta chê mà mình khổ đau. Cái này thì mình dạy hay là mình không dạy à? Xin thưa quý vị, từ chỗ đó mình kiểm kê cái đời sống công phu, cái sự thực tập và cái sự hành đạo để chuyển hóa mình. Cho nên đây là vấn đề quan trọng. Thành ra đó tôi nói với anh em ở chung tôi chỉ nói với góc độ cá nhân thôi, chứ mình cũng không có cái tư cách gì mà để nói với anh em bên ngoài. Và ý niệm của mình cũng không có bắt buộc ai, từ xưa tới giờ là vậy. Bởi vì mỗi người có cái tri thức và cái trí tuệ thì người ta hiểu sao thì người ta làm vậy. Còn khi nào người ta cần đến mình, ta yêu cầu mình, tôi cần có sự tư vấn, có sự hiểu biết gì đó, thì theo cái khả năng mình nói. Cho nên chính những cái điều này đó, xin thưa quý vị, tôi thường nói với huynh đệ anh em ở trại tôi rằng là nếu mà gặp chỗ nào mà thị phi, đúng sai phải quấy hơn thua thôi, né cho nó rồi đi. Tâm mình là phàm tâm, mà đúng cái chỗ thị phi hoài thì chỉ gây đau khổ cho mình thôi, không học được gì cả. Cho nên cái người mà thật sự để đi vào cái pháp học và pháp hành
thì cái người đó luôn luôn nhìn lại mình, luôn luôn phấn đấu mình. Nếu mình có cái đời sống công năng hành trì luôn luôn nhìn lại mình, phấn đấu mình, thì tự động mình được sinh ra trong cái thân tâm công phu hành đạo mình, nó sinh ra cái gì? Nó sinh ra cái tuệ mà trong đạo Phật gọi là cái tuệ tri đó. Cái tuệ đó nó có công năng cho chúng ta nhận biết mọi sự việc mà không lầm lạc. Còn nếu tối ngày không chịu lo công phu niệm Phật ra mà cứ hơn thua phải quấy, gặp người này ngắt, gặp người kia liếc đó, thì bắt đầu nó sẽ sinh ra cái mê, cái mờ. Và chính cái mê mờ ngày nào gặp được hoàn cảnh chúng ta không đủ trí tuệ để chiến thắng nó là tại mình đó, chứ không tại ai đâu. Vào cái thời của Đức Phật Thích Ca còn trụ thế, Ngài có kể lại một câu chuyện cho quý đệ tử nghe. Và câu chuyện này được chép trong kinh Bổn Sanh Bổn Sự, kể lại một cái tiền thân của Đức Phật. Là trong tiền thân Đức Phật đó, có một cái kiếp Ngài làm con kênh kênh. Trong tiền thân của Đức Phật có một cái kiếp Ngài làm con kênh kênh. Mà cái loại kênh kênh này là loại kênh kênh chúa. Kênh kênh ở trên cái hang á, có cha có mẹ, mà cha mẹ của kênh kênh lại bị mù. Cho nên kênh kênh hàng ngày đi lấy thịt đem về cho cha mẹ mình dùng. Thì do loại kênh kênh chúa sức bay cũng hay, sức phán đoán cũng khéo, sức nhìn nhận cũng sâu. Một hôm đáp vào cái nghĩa địa thì có một cái ông đó, ông giữ nghĩa địa, ông thấy kênh kênh đẹp mà lại nhanh nhẹn quá khích. Do đó ông tìm cách ông bẫy, văng lưới ông bẫy. Ông văng lưới ông bẫy sao kênh kênh bữa đó xa xuống trúng lưới. Thì lúc bây giờ khi mà trúng lưới rồi, kênh kênh sốc. Nó tàn ơi, tôi trúng lưới, tôi chết đã đành. Còn ba má tôi ở trên cái hang, giờ tôi chết rồi ai nuôi đây, chắc phải chết luôn. Cái tiếng khóc thảm thiết đó nó thấu đến cái người mà bắt con kênh kênh đang rình. Cho nên ông đứng ra, ông nói nếu như mà cha mẹ của nhà ngươi mà mù ở trên hang đá, ta thả như ta. Ông nói bây giờ kênh kênh nói giờ ông cứ vượt lên đó mà coi, quả thật là cha mẹ tôi còn ở trên đó đang mù. Nếu tôi chết đã đành, nhưng cha mẹ của tôi rồi ai mà cho ăn, rồi ai làm sao mà sống được. Thì nghe đến đây cái ông mà bảy đó, ông thương dữ lắm. Ông hỏi chứ tại sao ta có một vài câu hỏi. Họ muốn hỏi nhà ngươi, tại sao là nhà ngươi mà loài kênh kênh mà lại biết nói chuyện. Hiện kênh kênh nói tôi là loài kênh kênh chúa, cho nên biết nói được tiếng người. Ông nói hay à, nhưng mà ta hỏi ngươi một việc nữa. Ta nghe nói loài kênh kênh chúa, cặp mắt của nó rất sáng, thấy được 20 do tuần. Một do tuần là cả trăm cái số của mình, do tuần thế gian á, chứ do tuần của chư thiên còn dữ nữa. Một cái do tuần như vậy đó là khoảng nó chừng cả trăm cây, mà thấy 20 do tuần thì mắc mớ gì cái lưới này ngươi không thấy, mà ngươi lũi vô cho bị bắt. Nên cơ nói ông nói rất là đúng. Chẳng những loài kênh kênh của tôi và loài người đó đều có cặp mắt rất sáng, thấy rất xa, tâm phán đoán rất là đàng hoàng. Nhưng mà sở dĩ mà không thấy được cái miếng lưới này, nó có hai nguyên nhân. Cái nguyên nhân thứ nhất, một khi nghiệp nó đến thì thấy không được. Khi mà con người đụng tới nghiệp rồi thì dù tri thức hiểu biết cỡ nào cũng phải chịu mà thôi. Nên thấy mấy chị mấy cô mà sắc đồ ăn làm đồ rất là chuyên nghiệp, nhưng mà tới chuyện thì làm như nó tối tăm mày mặt, sắc vô tay không thấy. Găng của mình, miệng của mình, lưỡi của mình là mình điều khiển. Mà nó tới nghiệp rồi cắn cái bập chơi như ra máu nha. Mình tự động mình làm đau mình, tới cái nghiệp. Cho nên có những người cẩn trọng, cẩn thận trong đời sống luôn, nhưng mà tới cái nghiệp rồi là xin thưa quý vị, đến giờ phút đó chỉ có một cái nước duy nhất thôi, đó là chấp nhận. Thì cái người mà có hiểu biết đạo đức, có quán xét trong nhân quả, thì chấp nhận trong hạnh phúc, chấp nhận trong khổ đau, do mình không hiểu biết nhân quả hay không quán xét một cách sâu sắc. Chỉ vậy thôi, là chứ không có chạy đường nào được hết. Cho nên cơn cơn nó khi cái nghiệp nó đến thì không bao giờ thấy được cái lưới này. Cái thứ hai,
là khi khi mà cái miếng mồi nó ngon, giác quan của mình dính vào miếng mồi đó, thì ngũ dục lục trần này khiến cho chúng ta không thể nào thấy ra được mà xa vô. Chắc có lẽ tôi ở cái nghĩa thứ hai này là do vì quá mê miếng mồi này, quá mê ngũ dục lục trần nên mới bị ông bắt đây. Thì xin thưa quý vị, qua cái nghĩa thứ hai này để thấy rằng đó là kênh kênh nó không chừng như mình đó, chứ không phải chơi. Mình thấy cái gì nó có lợi đó, mình quên, mình không cảm nhận được cái tác hại của nó. Có những người đó nha, vợ con ở nhà đầy đủ mà lủi vô cái bà đó thì bị bán cho bể đầu chơi vậy hả. Cái cuộc sống đó, nó khiến cho mình không còn thấy được cái đó. Quý vị thấy có những người, người ta ở không đó, người ta ăn đó là hết cái kiếp của người ta, tới cái kiếp con mà tới cái kiếp cháu luôn cũng không hết của, không có hết. Nhưng mà không, thị phi nói cho người ta bắt ra dân cầm chơi vậy hả. Có người ta vậy đó chứ không phải không. Là tại sao mình không dằn được tâm mình để mình... Xin thưa quý vị, mình ở chung với một đứa em của mình, mình mới thấy trên đời này có một người hoàn toàn gặp cái gì cũng may mắn hết, không có cái gì thất bại hết. Người đó là người nào? Xin thưa quý vị, cái người mà dắt cái chiếc xe ra ngoài đường mà cái chiếc xe nó lủng bánh, may quá, phải chạy một phút mà mới lủng là dắt chết luôn rồi. Hên quá hên à. Cái người mà gớt cái bóp rồi bắt đầu hay bị người ta lấy cái bóp, tới chừng tìm lại mắc hết trơn tiền còn giấy tờ, may quá, còn giấy tờ, phải mắc luôn giấy tờ, chắc kiếm chắc chết luôn quá, chắc làm lại chắc chết luôn quá. Một cái người bệnh, may quá, nhờ được bệnh nên tinh tấn niệm Phật, phải bệnh mà chết ngắt luôn rồi sao niệm Phật đấy. Cái người này là cái người hoàn toàn may mắn. Chúng ta phải làm sao đổi được cái tư tưởng đó, đó là cái tư tưởng cái gì đến với mình nó cũng có cái may hết. Còn không khéo, xin thưa quý vị, mình cứ khổ đau hoài à. Bao nhiêu đau đớn trần gian trời đất dành riêng để tặng nàng. Dắt chiếc xe ra cái lũng bánh tèn ơi đó nha, nó xui gì đâu có nhóc ở chân chiếc không nhắn chắc nào chiếc này cho nó lũng bánh. Bữa nào để cái bóp bị người ta lấy cái nó tèn ơi, cái thứ tàn ác sát nhân lấy hết trơn tiền, người đó cực kỳ khổ đau. Cho nên người ta biết cách, người ta sống cái gì cũng may mắn đến với người đó. Quý vị nhớ trong đệ tử của Đức Phật á, có một cái vị mà cái vị này được Đức Phật chỉ dạy đi qua cái xứ đó để truyền đạo. Mà cái xứ đó con người hung hăng, cầm cây, cầm cối, gậy gộc đủ đủ thứ hết. Thì lúc bây giờ đó, Đức Phật sai ông đi, Đức Học Phật hỏi nếu ông đi qua bên đó mà ông truyền bá đạo đức thì người ta chửi ông thì sao? Thì Ngài trả lời bạch Đức Thế Tôn, con cảm ơn họ vì họ chưa có đánh con. Nói nếu họ đánh ông thì sao? Cảm ơn họ vì họ chưa giết con. Nếu họ giết ông thì sao? Dạ cảm ơn họ vì họ đã giúp con giải thoát được sinh tử luân hồi. Cái gì cũng may mắn. Anh nghĩ mình nhận được cái yếu chỉ này, qua cái nghĩa này, trong cái đời sống công phu thực tập chánh niệm trên cái con đường hành trì đạo pháp này, để chúng ta thấy cuộc đời của chúng ta là cuộc sống của sự hạnh phúc, là của sự may mắn. Nếu chúng ta biết tu tập chuyển hóa và làm cho nội tâm của chúng ta mới hơn qua chương trình công phu hành trì, thì cái này mới là cái quan trọng. Cho nên khi có trí tuệ, mình nhận diện được cuộc sống này, mình nhận diện được những cái trái ý nghịch lòng trong cuộc đời sống công phu của chúng ta, tự động bình an đến, tự động nhẹ nhàng đến. Còn không khéo thì chúng ta cứ mãi khổ đau, cứ mãi quằn quại trong kiếp nhân sinh này đều do chúng ta thôi. Như vậy thì tự mình chọn lấy cái đời sống của chúng ta, hạnh phúc hay khổ đau là do mình thôi. Đừng xem thường một thái tử nhỏ, vì một thái tử nhỏ sẽ trở thành ông vua. Đừng xem thường một đốm lửa nhỏ, vì đốm lửa nhỏ sẽ cháy cả cái khu rừng. Đừng xem thường một vọng tâm, một vọng tâm nó sẽ khiến cho chúng sanh trầm luân phiền não.
đừng xem thường một lời nói thị phi. Thị phi sẽ khiến cho chúng ghét, và chính cái thị phi đó nó sanh mình trở lại cái nghiệp đối đãi của Nhữ Nguyên, sanh ra không có được cân bằng, cân xứng. Điều này do tâm của chúng ta không chân chánh. Cho nên nhất quyết người muốn đạt thành trí tuệ thì phải làm sao cố gắng công phu hành trì trong đời sống của mình, để mình phát sinh ra trí, phát sinh ra định, để đối diện được với tất cả các cảnh trong cuộc đời này mà mình đủ điều kiện để bước qua. Cho nên cái tu căn bản như hồi nãy giờ mình trình bày với quý vị, đó là nhìn lại tâm mình, coi cái gì mình trật, mình cải quá nó, mình sửa nó là tu. Thường thường thì mình được các chú, các bác, các huynh đệ nói về cái nghĩa tu. Tu có nghĩa là sửa, tu có nghĩa là chuyển đổi tam nghiệp, tu có nghĩa là tránh ác làm lành. Nhưng hôm nay chúng ta được cái nghĩa tu là luôn luôn dòm lại mình, coi mình trật cái gì, mình sửa cái đấy. Luôn luôn thấy mình sai, mình mới có thể sửa được. Còn mình không thấy mình sai, xin thưa quý vị, tu lâu chừng nào nó mệt chừng đấy. Hai vợ chồng mà cự lộn, quánh lộn nhau là đúng hay sai nè? Đúng hay sai? Sai. Đúng không đó chứ sai đâu. Bà vợ cũng đúng, ông chồng cũng đúng mới quánh nhau. Hai đứa nó đúng không đó. Phải có một đứa sai đó thưa quý vị, không có quánh. Em ơi em, anh sai rồi là không quánh đó. Anh ơi anh, em sai rồi là không quánh đó. Mà hai đứa mà sai hết, ai quánh? Nhưng mà ngặt bà vợ nó, tôi đúng, ông phải nghe lời tôi. Ông chồng cũng đúng luôn, hai cái đúng này nó nhập lại thì sao? Te tua tơi tả đó chứ còn cái gì nữa. Đúng không đó à, làm ơn làm phước sống nhìn giùm mình sai giùm cái, cứ nhìn mình đúng hoài à, là rối. Cho nên cảm nhận được để thấy rằng đời sống của mình là do mình quá cố chấp, cái gì mình cũng đúng trơn. Tôi có lần ở cốc rồi đi qua bên mấy cô đang làm chuyện đó. Tèn ơi gì đó nha, nói mấy cô nghe, mấy cô là tôi, mấy bà khó chịu không có nổi. Tức là tu và độc thân ha, độc thân cái thời gian cỡ chừng 60-70 tuổi á, thì thay vì tâm từ bi nó lớn, không, ở trong đầu nó có cái khung, cho nên gặp ai làm cái gì cũng sai chứ. Mấy bà cô nhỏ nhỏ tuổi mà lại làm tiếp á, bà nói chú Lợi ơi, nói với mấy cô giùm để chơi làm nước tương cũng không vừa ý bà, sắc trái cà, trái dưa leo cũng không vừa ý bà nữa. Y chang như vậy đó, bà mới đúng 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 không à. Tôi nói em lại, mấy chị em với bà cũng sai tét bét hết trơn luôn. Đây nè, mới hồi hôm qua mặc cái quần lên trên cái mắt cá là bà cự rồi đó. Tu hành gì mà cái quần kỳ cục á. Ta nói nghe cái quần của mình mà bà cũng la nữa đó. Ta nói chứ không phải chuyện dễ đâu. Thành ra coi lại, càng tu càng xả chừng nào. Cho nên xin thưa quý vị, từ bi hỷ rồi sao? Xả, ta không có chấp vào cái đó. Niệm định tinh tấn khinh an trạch pháp rồi xả giác tri. Trong bảy pháp giác tri á, xả. Cho nên có tu được mớ làm ơn phước, xả. Chứ đừng nói tần ở tao tu mấy chục năm, mấy bay sao bằng tao, chết ngắt mấy đứa xung quanh trơn. Xả. Người ta bắn cái chiếc tàu vũ trụ lên, xin thưa ta bắn chiếc tàu vũ trụ lên quý vị, mà hãy lên trên chút xíu là người ta buông một cái khớp. Bắn lên cao người ta buông một cái khớp. Chừng nào còn cái lỗi không, nó hòa nhập vào vũ trụ mới vào trạm không gian của thế giới được. Mình tu cũng vậy, phải lên chút xả, lên chút xả. Còn mình không xả là rồi nó ôm một cái cục phiền não, ba cái thứ gì đâu không mà chứa hoài à. Xin thưa quý vị, đấng quân tử lòng nhân hà hải, ta lớn lắm. Tâm ta là tâm bao thái hư, bao trùm cả càn khôn vũ trụ này. Còn mình tu thời gian tâm mình nó teo, nó teo. Mới đầu như cái xô tu riết nó còn cái chung à. Ai mà chế nước đầy cái chung đó nó tràn, mà bản chất cái chung nó đầy sẵn rồi khỏi chế. Vô một giọt là nó tràn, thì làm sao phải xả tâm mình đi. Càng xả chừng nào thì độ bình an của nó nhiều chừng nấy, và độ yêu thương nó tăng cao chừng nấy. Còn không xả, xin tôi quý vị nhắc với tên mình, người ta không dám nói chuyện luôn á. Ta nói thôi đừng kệ ổng vô tao. Rồi mình ghét người ta, người ta thương mình à. Mình bắt lỗi người ta, người ta khoái mình à. Xin thưa, càng cái gương mà nó bự chừng nào
nó phản ảnh, nó soi người ta nhiều chừng nấy. Mà cái gương bự chừng nào người ta dòm vô nhiều chừng nấy. Mình mà tu lâu nào coi vậy chứ mình khỏi đánh giá, người ta đánh mình còn hơn nữa. À, cứ việc soi lại tâm mình để mình thấy được giá trị tri thức trong đời sống tu của mình, đó là một sự khéo léo có trí tuệ trong cuộc sống ha. Đó là cái ý thứ nhất mà tôi muốn tâm tình trao đổi với tất cả chư quý vị. Qua cái ý này, chúng ta được một điều là người sống tu phải luôn luôn dòm lại mình, công phu hành đạo để mình có trí tuệ. Cái này mới là cái cực kỳ quý trong cuộc sống ha. Rồi bây giờ xin mời quý vị uống nước đi, tôi sẽ trình bày một ý nữa và xong một cái giờ nói chuyện của tôi sẽ đến quý chú bác khác nha. Rồi, xin mời quý vị nha. Tiếp theo là cái ý thứ hai tôi muốn trình bày với tất cả chư quý vị, chư đồng đạo của chúng ta. Xin thưa với quý vị, sống trong cuộc đời con người ta khi nhắc đến phước nó có nhiều loại lắm, nhưng hôm nay tôi muốn nhắc đến hai cái loại phước mà chúng ta thường thấy nhất. Cái phước thứ nhất đó là phước báo về mặt vật chất, cái phước thứ hai là phước báo về mặt tâm linh. Hai cái này khác nhau. Tôi có đứa em cũng gần nhà, ngày xưa nó tới lui, nó học hành với mình, gia đình nó khá lắm, nó có phước báo về mặt vật chất, cho nên nó đi chỗ này chơi, chỗ kia chơi, nước này chơi, nước kia chơi tối ngày đó. Nó có tiền, lâu lâu nó ghé nó thăm mình, nó nói anh Lợi ơi, đi vậy chứ chỗ nào em cũng không thấy vui chứ, chỗ nào em cũng thấy buồn hết. Thì mình mới nhận ra rằng là một việc là, xin thưa quý vị, đứa em đó đó nó có phước báo về mặt vật chất nhưng mà không có phước báo về mặt tâm linh, cho nên làm cái gì cũng buồn đó. Mình chưa đồng đạo, mình mà tu mà cái gì mình cũng chầm dầm, mình buồn á, là coi chừng nha, gạo thóc nhà cửa cơm nước có đầy đủ mà mắc cái gì nó buồn hoài, là phước báo về mặt tâm linh chúng ta không có, cần phải năng tu tập. Trong khi đó mình biết có những ông bạn đạo tu với mình không đi đâu quý vị, chỉ châm một cái bình trà thôi, sáng châm cái bình trà uống vậy mà vui vô cùng, chiều cúng xong niệm Phật châm bình trà uống mà vui còn hơn đi Mỹ nữa, lúc nào cũng hoan hỷ vui vẻ. Thì mình thấy ông bạn của mình, ông này nó có phước báo về mặt tâm linh. Đôi khi phước báo về mặt vật chất ông không có được đi đâu đi đó nhiều, nhưng mà phước báo về mặt tâm linh ông có, sống được với nội tâm thường trụ an lạc của mình, cho nên chỗ nào cũng vui hết. Thì mình phải cố gắng làm sao tu tỉnh để mình chế tác ra cái mặt phước báo về mặt tâm linh, ở đâu cũng vui hết trơn quý vị. Không phải ngồi ở chùa, ở chiền mới thấy an lạc, mà mình ngồi ở giường, ở tại gia đình mình, sự an trụ nó vẫn có chúng ta. Bởi vì tâm của chúng ta không khởi niệm bên ngoài đúng sai phải quấy, không có hơn thua tranh cạnh, cho nên phước báo mặt tâm linh của chúng ta có. Còn không khéo thì xin thưa quý vị, tâm mình nó phóng dật, mà trong Đà Phật gọi cái từ là trạo cử á, nó không có yên. Ở đây cái nó muốn đi chỗ khác, đi chỗ khác nó lại muốn lại chỗ khác nữa, nằm nó muốn ngồi, ngồi nó muốn nằm, đi nó muốn đứng, đứng nó muốn ngồi, nó không có bình an. Thì phước báo về mặt tâm linh của chúng ta không có. Hay có những người mình thấy phước báo về mặt vật chất rất là lớn luôn, sửa soạn ăn cơm dọn ra mình thấy đầy cái bàn 10 món mà gấp để lên dòm dòm bỏ xuống ăn không được, ăn vô nó ê nó đau đủ thứ trơn. Còn tôi thấy có những người ăn cháo trắng với dưa muối mà tán lần hai tô, tôi nói cha, phước báo về mặt tâm linh nó có, ăn cái gì cũng ngon hết. Ăn cơm với muối cột nước tương xịt mà cũng ngon, phước báo tâm linh người ta có, ăn gì cũng ngon chứ. Còn cái phước báo về mặt tâm linh không có, vật chất đầy một nhà luôn quý vị, mà ăn không có được cái gì chứ. Thành ra mình mà có phước báo mà tâm linh nó tẩy, nó đem ra cái phước lớn hơn. Cho nên người xưa ta dùng cái từ hay lắm, người Trung Quốc ta có câu danh ngôn người ta là hậu đức tải vật. Hậu đức tức là cái đức nó lớn á, mà tải vật tức là nó sẽ chuyển cái vật chất. Thành ra nếu mình có cái đức nó lớn đó thì tự động cái vật chất nó kéo đến với mình. Cho nên mình mà có phước báo về mặt tâm linh lớn
thì tự động cái vật chất nó đến, chúng ta khỏi cần lo. Quý vị nhớ cái ông mà tạo nên cái Facebook không? Lúc đầu ông thấy mọi người điền này điện qua người kia tốn tiền quá, rồi muốn kết nối với mọi người nước này nước kia sao kết làm bạn. Ông tìm cách đem thế giới này trở thành một, nên tạo ra cái Facebook. Ai lên đó hòa mạng rồi bắt đầu nói chuyện với ai nói khỏi trả tiền. Mục đích là giúp đỡ cho mọi người thôi. Nhưng mà sau này á, người ta muốn mua bán kinh doanh trên Facebook đó đó, ta trả tiền ổng, từ từ ổng vào. Có cái đức lớn cho nên nó tải cái vật. Hay là ở Âu Châu, tôi nhớ có mấy vị đó, người ta thấy nào là xe cộ mắc tiền, xăng đồ giá cũng đắt, hiệu ứng nhà kính đồ nó lên. Cho nên mấy ổng suy nghĩ làm sao chế ra chiếc xe điện. Mục đích là để làm gì? Để giải quyết cái vấn đề xã hội này. Nhưng mà tới chừng chế ra chiếc xe điện, quý vị biết nó tiện lợi vô cùng. Ai cũng mua xe điện chạy hết. Cho nên người ta trở nên người giàu có. Mục đích đầu tiên là người ta chỉ đơn giản là giải quyết vấn đề xã hội, giúp đỡ cho mọi người. Thì nhờ cái đức lớn đó đó, tự động từ từ cái khá lên. Cho nên mình tu tập cũng vậy, xin thưa quý vị, lấy cái đức tức là cái phước báo tâm linh làm quan trọng. Cái đời sống mình giúp đỡ người đi, rồi từ từ, rồi bắt đầu cái phước báo nó tới. Người Việt của mình một phần lớn là mấy em nhỏ ít có học kinh pháp, cho nên chưa hiểu được những cái này. Hay có những người họ không chịu hiểu. Hễ bắt đầu đặt bước chân vào cái ngôi trường đại học là bác sĩ thì nó suy nghĩ sao mà ra trường chích để mà được mấy cái nhà lầu, mấy chục công đất, làm sao lú được tiền ra. Mới đặt chân vào làm một người kỹ sư thôi là nó suy nghĩ làm sao mà cắt sắt, cắt đá, cắt xi măng để được vào à. Cái phước báo về mặt tâm linh không có, cho nên cái đức độ nó kém. Dầu cái phước thế gian nó có đi chăng nữa thì cái phước báo về mặt tâm linh không có cũng không sử dụng được. Do cái tâm của con người á, nó không thể sử dụng được cái điều đó. Nên từ chỗ đó sanh ra một vài kiếp sau, dẫu có phước đi chăng nữa, có của cải đi chăng nữa, cũng không sử dụng được. Cái này rất là kinh khủng nha. Cho nên quý vị thấy có những người cực kỳ giàu, nhà cửa xe cộ đủ thứ trơn á, mà tối ngày ngoài đồng đi chân không mang đôi dép, không mang đôi dép được, không mặc bộ đồ mới, cũng không biết đi đâu gì luôn. Là bởi vì tại sao? Có phước báo về mặt vật chất thôi, nhưng mà không có cái sự cao thượng của tâm hồn. Từ chỗ đó phước báo về mặt tâm linh nó không có. Cho nên chư đồng đạo mình phải làm sao xây dựng cái đời sống của mình bằng phước báo tâm linh và cái công trình công phu của mình. Nếu chúng ta phước báo về mặt tâm linh không có, mà có phước báo về mặt thế gian, đôi khi phước báo về mặt thế gian nó trở ngại về phước báo về mặt tâm linh. Cho nên khi giàu rồi cái lo ăn chơi, đâu quánh bài quánh bạc, không chịu tu, cho nên nó cản trở phước báo về mặt tâm linh. Cái này rất là ghê gớm, nhất là cái đời sống tu tập của chúng ta. Nếu chúng ta không khéo, chúng ta có phước báo về mặt thế gian thì nó sẽ cản trở phước báo về mặt tâm linh, cho nên bị nạn, bị này bị kia nó xài đến, rất là kinh khủng. Tôi kể vậy nghe câu chuyện. Có cái bầy chuột á, nó có cái nhiều con lắm, chuột già có, chuột nhỏ có, nhiều chuột. Thì có cái con chuột nó mới lớn, nó rất là nhanh nhẹn, nó thường nghĩ đến cho cả cái bầy chuột. Cho nên hễ có cái gì nguy hiểm là nó báo động, nó báo động cho mấy con chuột khác nó chạy. Và nó thường làm chuyện đó coi như bình thường, nó cũng không cần cái gì. Thì một hôm mấy con chuột già mới suy nghĩ, nó nói bây giờ mình phải bầu kiếm một người làm vua mới được, đặng điều khiển cái bầy chuột của mình. Hễ có mèo có đồ thì có con chuột đó nó báo động, thì tất cả thống nhất bầu cái con chuột mà còn trẻ nhanh nhẹn đó làm vua. Thì được người ta bầu làm vua, anh cũng khoái đồng ý. Và cái việc làm của ảnh cũng thường ngày báo động vậy, cho nên nó bình thường. Sau khi đội mão mặc áo bào vô cho ảnh ha, đi đâu cũng được tung hô hết. Bữa đó đột nhập nhà người ta, nguyên bầy đi vô chổng ăn cắp lúa cắp đồ. Tới chừng mà có cái hang nhỏ chui vô, lúc chui là chui chậm, chui lai ra vô gặp lúa. Tới chừng chưa có lấy được gì nhiều đó, có con mèo nó nhảy ra.
ảnh đứng ra anh báo động, có mèo là bắt đầu chuột nó chạy. Nó chạy hết thì chuột lớn chạy, chuột nhỏ chạy, chạy 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 qua tới khúc vắng. Gom cái bầy chuột lại thì dòm không thấy ổng. Nó con chuột lớn hỏi bệ hạ mình đâu. Mấy kia nó không biết, bình thường ổng chạy nhanh dữ lắm mà sao bữa nay không thấy ổng. Thì có con chuột nhỏ nó vừa chạy sao hào hở, nó chạy chậm lắm. Hỏi mày chạy sao, gặp vua không? Nó gặp. Ổng đâu rồi? Ổng bị con mèo quất rồi. Ủa hỏi sao, bình thường ổng nhanh lắm mà ổng bị con mèo quất. Nói tại nãy chui ra cái lỗ ổng mắc kẹt cái áo với cái mão nó quất ổng rồi. Thì con chuột già nó dỗ dò nó gầu, vậy là vua mình chết vì cái mão. Xin thưa quý vị, phước báo về mặt vật chất nó cản trở cái đời sống của mình không phát triển về mặt tâm linh được. Nếu không có cái mão, không có cái áo bào đó ha, xin thưa quý vị, chuột nó chạy mất tiêu rồi chứ đúng rồi. Nhờ nó có nhanh nhẹn cho nên mấy cái đó nó không có dính nó. Thành ra dính mấy cái danh cái lợi này nè, cho nên nó phải bị mắc kẹt ở trong cái chỗ đó rồi bị chết. Đọc câu chuyện này tôi thấy hình bóng của mình ta. Tôi thấy mình không khéo, mình là con chuột đó. Quý vị có thấy mình không? Nếu không khéo, mình mắc kẹt vào danh, mình mắc kẹt vào lợi, ai quý trọng, ai tung hô, ai gì mình đó, coi chừng mình bị kẹt vào đây. Thì chính cái kẹt đó, cái phước báo về mặt vật chất đó, nó sẽ cản trở cho đời sống tâm linh của mình. Đi đâu cũng được ai tôn trọng, đi đâu cũng được ai quý kính. Mà bữa nào người ta không tôn trọng, ta không quý kính thì sao? Thì chuyện đó bình thường, nhưng mà không có bình thường. Thứ mắc dạy. Thì cái này nó phiền não, nó khởi tự tâm của mình. Mình khởi lên cái chỗ mà tại sao người khác coi thường mình đồ này kia. Phước báo tự tâm nó mắc. Cho nên Đức Thầy đã từng xác nhận cho chúng ta biết là kêu thằng hay gọi là ông mà cũng không có muốn ai hồng tôn ti. Đối với Ngài, Ngài đã vượt qua cái ngưỡng cửa của sự dấp tắt đó. Cho nên phước báo tâm linh của Ngài luôn luôn phát triển. Còn chúng ta không khéo thì chính mình lại khổ đau vì mình. Chính mình lại bị băng hoại cuộc đời của mình do chính chúng ta xảy đến chúng ta thôi. Cho nên mình luôn luôn tu, mình phải làm sao dòm ngó lại để thấy kỹ cái đời sống tu tập. Bằng không, xin thưa quý vị, tự mình lại chịu khổ chính mình. Do mình mắc kẹt, kẹt cái gì cũng khổ hết, dù đó là kẹt đời hay kẹt đạo. Trong kinh diễn tả dùng cái từ rất là hay, triền phược, tức là sự trói buộc. Thì dù là trói buộc bằng sợi dây xích hay là trói buộc bằng sợi dây bằng vàng cũng là trói buộc. Thì đời sống tu của chúng ta cũng thế. Xin thưa quý vị, bị vướng mắc, bị kiến chấp vào đời hay kiến chấp vào đạo cũng là kiến chấp. Cái này nó quan trọng. Kiến chấp đó nó đã sinh chúng ta khổ đau phiền lụy của bao nhiêu đời và của bao nhiêu kiếp. Cho nên cần phải giải phóng sự kiến chấp đó ra để cho tâm hồn mình được nhẹ nhàng, thơi thới. Cho nên cái người mà niệm Phật là cái người luôn luôn có một cái sự tỉnh thức. Tỉnh thức nó quan trọng lắm nha. Đa số á, huynh đệ anh em, chư đồng đạo chúng ta niệm Phật để cầu vãng sanh, chuyện đó là tôi đồng ý rồi, cái đó là quý. Và mục tiêu của cái người tu tịnh độ là tịnh độ sở cầu cực lạc phương, tức là làm sao sanh vào thế giới Tây Phương cực lạc. Cái này là tôi đồng ý quý. Nhưng một yếu tố cực kỳ quan trọng mà theo tôi chúng ta cũng không nên bỏ qua, đó là niệm Phật để tỉnh thức. Mình mê mờ thì làm sao ai cứu mình được ạ? Mình phải tỉnh thức. Cái tỉnh thức đó nó cho mình một cái trí tuệ nhìn nhận cuộc đời để mình thấy rõ được kiếp sống của nhân sanh. Cho nên người tu tịnh độ là người làm chủ được già bệnh chết. Mà chủ được già bệnh chết không phải là cái người đó không già không bệnh không chết. Thành ra tôi thấy có một vài vị dịch đó, chủ được sanh già bệnh chết là không bệnh không già không chết, không phải. Thế giới này nhất định chúng ta sẽ già, sẽ bệnh, sẽ chết. Thành ra cái người làm chủ được sanh già bệnh chết là cái người đó già biết mình già, mà cái già đó không làm mình buồn.
cái bệnh biết mình bệnh, cái bệnh đó không làm cho mình khổ. Chết biết mình chết, cái chết đó không làm cho mình tán loạn. Thì mình phải tập hàng ngày nè, già bệnh chết mình làm chủ được nó, là không khổ, không đau thương và không tán loạn. Cái này mới quan trọng. Cho nên cái người mà tu tịnh độ mà giảng sanh là cái người đó sống ra đi, chứ không phải là người chết ra đi. Bởi vì tại sao? Cái người sống là cái người biết mình đang làm gì, biết mình sẽ chết, biết mình tỉnh thức, biết mình rõ ràng, cho nên người đó là người sống ra đi. Còn mình tu mà tới giờ phút đó mê mờ bắn loạn thì chết ra đi. Thì cái người mà chết ra đi, cơ hội giảng sanh rất ít. Làm sao phải là người sống để ra đi? Cho nên người niệm Phật phải là người biết được tỉnh thức. Cái này mới là quan trọng. Ở quê mình á, là cái đuôi dàm đất nó lở, dòm từ bên đây mà qua bờ bên kia đó là cỡ mấy cây số vậy. Cho nên tới cái mùa nước, mùa mưa này nè, nước ở trên nó đổ xuống. Rồi mỗi khi mà nước nó đổ xuống như vậy đó, có nhiều ghe xuồng đi ngang ưa bị chìm lắm. Ở xóm mình người ta mới thành lập một cái nhóm, có mấy chiếc ghe, chiếc đất ráng, rồi để mấy cái thùng á ở trên đó. Hễ có nghe hay thấy được một chiếc ghe, chiếc xuồng nào chìm thì băng chiếc đất ráng đó ra, vớt ai được vớt, không thì gặp người nào thì cứ liệng phao xuống, liệng phao xuống, ai ôm được thì nấy ôm. Thì bữa đó sao ở xóm mình đi chạy đi lưới đâu không biết, còn có mình ơi, mình với ông anh à, nghe một cái chiếc xuồng người ta chở cải người ta đi bán mà bị chìm. Ông nói út lời, ông xuống ông ngồi trước mũi đi, rồi tôi chạy tất gán ra ngoài rồi đặng cứu người ta. Thấy vậy mình theo ổng, bắt đầu cái xuống cái chiếc tất gán chạy đi, chạy ra ngoài thì mình gặp cái chị đó, chị giới giới vậy nè. Ổng mới biểu qua cứ liện cái phao á, liện mấy thùng, liện ngay chỉ đi cho chị chụp. Mà xin thưa vậy tôi liện cái chừng 10 cái ba không chụp cái nào hết, lo giới rồi tán loạn hết rồi, hết biết hết rồi. Cho nên ổng cũng nhanh, ổng buộc ổng vô hết á, ổng buộc vô, ổng biểu tao chụp được bà đó là mày kéo dây nha. Vậy mà ổng cứu được chị đó. Nhưng mà lúc này nó cho tôi một cái ý niệm trong cuộc sống, tới giờ phút đó là giờ phút sinh và tử kế bên, giờ phút đó là giờ phút mình không còn cái một cái tri thức để nhìn nhận. Cho nên cái người mình niệm Phật là cái người tỉnh thức, giờ đó biết mình tỉnh thức. Cho nên cái người mà có cái độ tỉnh thức đó, một khi chiếc ghe, chiếc xuồng chìm thì cái cơ hội sống sót của người đó đó nó cao hơn những người khác. Chìm rồi hả? Là người ta tìm cái phao, người ta tìm một cái miếng dán, cái gì đó lội được. Còn chìm rồi hả? Chìm rồi hả? Rồi la làng lên đó thì coi chừng uống bụng nước rồi đi luôn. Thì cái người mà niệm Phật mà được cái tỉnh thức thì xin thơ với quý vị, giờ phút lâm chung người ta biết mình sẽ chết. Cho nên cái đức độ biết mình sẽ chết đó, họ nhẹ nhàng ra đi, đi trong câu Phật hiệu, đi trong tỉnh thức. Cho nên người tu tịnh độ là người sống ra đi, chứ không phải là người chết ra đi. Cho nên cái độ tỉnh thức á của họ rất cao, cái đời sống công phu hành trì để chuyển hóa tâm thức của mình rất lớn. Cho nên chúng ta mới thấy được rằng giá trị tri thức trong đời sống chúng ta cần phải hiểu, để người niệm Phật mới có đầy đủ cái công năng của định tĩnh, mới có đầy đủ của công năng để nhận diện. Còn không khéo là xin thưa quý vị, mang thêm trong mình. Người ta tu thời gian người ta bỏ ra bớt. Cho nó nhẹ mình mà. Còn mình không khéo, tu thời gian mang vô. Thời gian mang vô. Mà biết ít người thì mang vô ít, mà biết nhiều người thì mang vô cho nó nhiều chừng nấy. Bởi đi đâu gặp ai cũng trái ý, nghịch lòng hết trơn á, cho nên mang vô hoài. Mang riết rồi cả xóm chòm, cả này cả kia cũng không yên với mình. Cho nên hiểu được đạo đức, người ta tìm cách người ta buông. Con chuột bình thường ai đụng địa với nó được, rất nhanh, rất mau lẹ.
Nhưng nó không hiểu, nó mang vô, nó mang ghét rồi cái lỗ nó chui cũng không lọt luôn. Trên cái ngưỡng cửa, cái con đường giải thoát cũng vậy. Huynh đệ, cô bác, anh chị em chúng ta phải cố gắng luôn luôn tỉnh thức để nhận diện cái đời sống này, cái công phu này, để chúng ta tìm cách buông. Nhẹ nhàng cuộc đời mình, bình thản trong cuộc sống của mình, để mình thấy được giá trị hành đạo. Xin thưa với quý vị, mình mà tu á, mình phải làm sao tu được cái thuận là chuyện bình thường, mà mình còn phải tu được cái nghịch nữa, cái đó mới quan trọng. Tu được cái thuận là bình thường, mà tu được cái nghịch nó quan trọng. Tôi nói huynh em, huynh đệ trại tôi á, có hai người mà quan tâm ta nhất trên cuộc sống này. Có hai người luôn luôn quan tâm ta. Một là ba má mình. Ba má mình luôn quan tâm tới mình, không biết ăn cơm chưa, không biết uống nước chưa, không biết làm sao chưa, cứ quan tâm hoài. Và có một người quan tâm tới mình là người đó ghét mình, cho nên người ta tìm mọi cách, người ta móc ra nha lịch sử quá khứ ngọn ngành để người ta hốt mình. Nhưng mà mình biết tu tập, xin thưa quý vị, nhờ có cái sự quan tâm đó đó, mình mới thấy cái sai cái trái của mình, mình tu sửa. Cho nên mình mới biết tu sửa từ cái nghịch đó đó, nó giúp cho mình phát triển cao lên. Con đường đạo của mình, đời sống tâm thức của mình mới có thể phát triển cao hơn được. Còn khéo là chúng ta xin thưa, ai đụng tới mình buồn, ai nhắc tới mình phiền, ai làm tới mình khổ đau, mình triền phước. Thì cái khổ đau triền phước đó nó tự động nó làm cho mình băng hoại cuộc sống. Mình phải làm sao tu ngay nơi cái nghịch đó đó. Nhờ cái nghịch đó đó mà mình biết dừng lại, mình biết phản quan tự kỷ để xem được đời sống của mình, thì đây là trí tuệ. Mà trí tuệ này nó thuộc về phước báo của mặt tâm linh. Đó là công phu hành đạo mình mới thấy được chuyện đó. Còn bằng không, chúng ta chỉ mặc phước báo thế gian à. Mà phước báo thế gian thì thời gian, chúng ta không khéo thì cái gì chúng ta tạo ra, chúng ta khổ. Đi cắt nhà thì coi chừng hồi là không vui với anh em cắt nhà. Đi cắt cầu thì coi chừng không vui với anh em cắt cầu. Đi đám làm tuần thì coi chừng không vui với đám làm tuần. Bởi vì nó thuộc về phước báo của thế gian. Mà phước báo thế gian là tranh cạnh hơn thua. Còn phước báo của mặt tâm linh nó lìa đi cái tranh cạnh đó. À, cái đời sống từ từ cái nó nhẹ nhàng, nó im thấm ra, nhờ chúng ta có phước báo về mặt tâm linh vậy. Thì xin thưa quý vị, ở cái nghĩa thứ hai này, ở cái ý thứ hai này, tôi muốn tâm tình cùng với tất cả chư quý vị, cô bác anh chị em của chúng ta, làm sao chúng ta biết cách để công phu hành đạo, để gội rửa bớt cho thân tâm mình ra, để mình được nhẹ nhàng yên ổn, để phước báo về mặt tâm linh mình có. Cái chuyện tu thành Phật thành tiên, giải thoát thanh tịnh, thì cái chuyện đó là mình nguyện lực hàng ngày rồi, đừng quan trọng tới nữa. Cái quan trọng tới là tâm mình nè. Phiền não có thấy không? Bình an có được không? Phiền não có được loại bỏ không? Bình an có thể ngự trị trong trái tim mình không? Nếu tâm mình bình an thì xin thưa quý vị, về cảnh giới nào cũng được chứ. Nguyện đâu sanh đó, muốn về cảnh giới nào thì sẽ thích ứng cảnh giới đó. Còn tối ngày nguyện sanh về Phật, cự lộn làm luôn, hơn thua làm luôn, quánh bài làm, tứ sắc cũng làm, thì cái nguyện đó dù cho có nguyện tới đâu mà tâm chúng ta không có. Qua cái đò nè, ăn 6.000 người đưa 4.000 họ không chịu đó, 6.000 mới cho qua. Thì thế giới Tây Phương cũng vậy quý vị, muốn về cực lạc thì tâm mình phải cực lạc. Cảnh ấy là cảnh sao? Thanh tịnh thuần vui không khổ. Thì mình nhân địa phải thanh tịnh, phải sống được hỷ lạc trang nghiêm trong lòng của mình. Còn tối ngày trầm dầm hoài rồi sao được? Không lẽ huynh đệ anh em ở đây rồi còn mình không ưa người nào đó, người ta giảng sanh Tây Phương rồi sao? Còn không lẽ nó thôi có bà đó trên đó ta không lên? Cho nên ở bên này mình giải quyết mình đi, tự mình trừng trị tảo thanh lòng mình đi, để một ngày nào đó mình đối diện với trái ý nghịch lòng, mình trở diện được hoàn cảnh, tâm mình được bình an. Đó là người có phước báo về mặt tâm linh vậy. Thì xin thưa quý vị, trong suốt một giờ, tâm tình cùng với tất cả chư đồng đạo,
anh chị em, chư quý vị chúng ta nhân cái ngày kỷ niệm của người thân trong gia đình. Trong cái bài nói chuyện ngắn này, quý vị nhớ giùm tôi hai việc thôi. Tu là gì? Là coi cái gì mình trật thì sửa. Mà cái quan trọng nhất là sống được với cái phước báo từ bên trong tâm của mình. Từ niệm Phật, từ giữ giới, từ thanh tịnh. Thì chính cái này nè, xin thưa quý vị, không ai lấy mình được chứ. Phước báo thế gian còn người ta lấy nha. Nhà mình có thể khả năng nó sập, sức khỏe của mình có thể thời gian hết, chồng con mình cũng có thời gian bỏ mình, bản thân mình cũng có thể ra đi. Tiền trong của mình để chứ chưa chắc ăn, gửi ngân hàng nhiều khi ngân hàng phá sản, không có vững chắc cái gì hết. Nhưng phước báo về mặt tâm linh không ai lấy được, nó sẽ theo mình suốt trong quãng luân hồi nếu chúng ta chưa giải thoát. Mà nếu giải thoát thì bình thường, nhưng mà chưa giải thoát rồi có phước cựu gì sanh đâu cũng ngon chứ. Tôi ví dụ một cái tôi thấy rõ ràng luôn. Có những người họ sanh thành chó mà cũng ngon đó, ăn thịt, ngủ trên niệm, ăn tôm hùm Alaska. Tôi nói trời ngon như ta. Tôi hỏi chị đó, chị nuôi con chó vậy tốn? Mà nói trời tốn dữ lắm chú ơi, tôi cưng lắm chó kiển á. Tôi nói tàn chó này có phước ta, có phước cái nó sống. Còn có những người của mình không phải so sánh con người với con vật nha, nhưng mà mình thấy cái phước báo á. Có những người quý vị mình đi các thành phố nọ, dỡ cái thùng rác ra môi, coi có cái gì trong đó để ăn không, nước mắt mình rơi. Coi vậy phước báo về mặt tâm linh quan trọng lắm, sẽ đưa chúng ta đi trên quãng đường luân hồi hay được thanh tịnh giải thoát, để cho chúng ta được bình an. Hãy cố gắng xây dựng phước báo tâm linh mình bằng nội tâm quan hỷ, thanh tịnh, hiền hòa, chứ đừng gặp ai cũng chọc, cũng chầm dầm, nói xấu này kia, nó mất đi cái phước báo tâm linh của chính mình. Đó là những cái điều mà tôi muốn tâm tình gửi gắm với tất cả chư quý vị trong cái ngày kỷ niệm của ngày giỗ hôm nay. Trước khi dứt lời, xin chắp tay cầu nguyện Đức Phật, Đức Thầy từ bi ban thầm chiếu hộ cho tất cả chư đồng đạo của chúng ta được bình an. Và trong cái buổi nói chuyện hôm nay, nếu có một chút an lạc về mặt phước báo nào đó, xin nguyện hồi hướng cho cái người thân trong gia đình mà cái vị mà chúng ta cầu nguyện hôm nay được tăng phẩm vị nơi ao thất bảo và bình an ở một kiếp tương lai mai hậu. Xin dứt lời và cảm ơn chư đồng đạo đã lắng nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.